Đoạn của chúng ta. 1, 2, 3. Trần Lập. 1, 2, 3. Trần Lập. 1, 2, 3 lớn hơn nữa. Trần Lập. Và bây giờ chúng ta cùng hô bên này thật to nhá. 1, 2, 3. Trần Lập. Bên này có to hơn không? 1, 2, 3. Trần Lập. Tất cả sẽ cùng hô thật lớn để mời người bạn chúng ta ra sân khấu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chân lộc. Vâng, cuộc đời là những chuyến đi dài. Và chuyến đi của số phận đã đưa tôi đến một con đường khác. Có thể nó sẽ có nhiều cam go hơn. Nhưng tôi tin rằng với sự đồng viên, với sự sát cánh của tất cả gia đình, bạn bè, và đặc biệt là sự cổ vũ của tất cả các quý vị khán giả, sẽ làm tôi vững vàng hơn, có nhiều động lực hơn để gắng sống, để có thể làm được những việc có ích hơn nữa. Và cho dù tôi có đi đến con đường nào, thì tôi cũng muốn giới thiệu lại những con người đã cùng sát cánh với cá nhân tôi trên con đường của sự nghiệp bức tường 20 năm qua. Đó là Trần Tuấn Hùng,